thì khó không? Quả Mourinho phản ứng thế nào mà phạt ngay cái đó. Được mà. Ý nó bảo thế. Không phải trước lúc trước nó đã thằng kia đã thằng Lucas đã dính một thẻ vàng rồi đi. Thế thì ý nó bảo phạt thế này. Ừ. Chưa được chưa rồi thì Chelsea đang 2-1 á. Mày và anh. Ông phút bao nhiêu rồi? Phút 70. Chưa phút bao nhiêu rồi? Ôi, phút 70, 38 thôi, 37 thôi. Chậm hơn khoảng 30 giây. Ui, nguy hiểm vãi. Cứ sút xa. Sút xa và nguy hiểm thôi. Oscar. Nguy hiểm nha. Lucas ngoài quá. Lucas nó lên cao quá. Hay đấy nhỉ. Không bấm rồi em ơi. Bảo vệ cổng nước đi. Chứ là lấy đi về phát là mạng lát nha. Có bạn rồi. Thôi anh nhà thôi, tôi tôi anh đi ra hẳn rồi. Có bạn rồi ạ? Có rồi. Lâu đi em. Nhiều lúc rồi. Tấn công nhanh rất chuẩn. Hai một cho Liver rồi. Khống chế bóng đẹp. Ôi giời, vỗ tay. Mourinho vỗ tay. Mourinho vỗ tay. Ông thua cũng không sợ. Bên đi kia à? Ơ Hoàng, anh tưởng Mourinho bị đuổi rồi cơ mà. Chuẩn bị đuổi. Mourinho được cú đúp à? Thì mẹ vuốt quả kinh nhỉ. Không, không chế bóng đẹp phết. Vuốt quả kinh thật. Mourinho vỗ tay.
Coutinho á. Ăn mừng cho bạn cái đi thằng kia. Coutinho và Mourinho, cái tên khá giống nhau. Chắc là tí bài báo là giật tí Coutinho là tí Mourinho. Sao sắc khô chuyển vào ngon rồi gì nữa. Rồi. Ui lưỡi sổ luôn. Hai bàn thắng rất đẹp. Chelsea kiểu bị rớp hay sao ấy nhỉ? Hai bàn thắng đẹp nhỉ. Ông đang xem trên YouTube đúng không? Chắc thằng chủ máy tức quá tắt đi rồi. Không có xem được. Tất nhiên nó đang trên kênh nhiều hả? Tôi xem phần mềm mà, phần mềm nó toàn phần mềm nước ngoài. Tôi nhưng mà kênh là gì? Kênh là gì? NBCSN. NBCSN. Ủa thoáng thế, ủa. Ui dài tí định 3-1. Bạn anh Abito. Nào, đấy. Abito buồn. Rồi tí nữa đọc mấy bài báo ngày mai. Nhanh thế thì thằng này nhanh như thế nhỉ. Chân may chân là thủ môn đấy. Ngày mai chắc là ngày đặc biệt cho cái người đặc biệt. Tuyệt mấy thằng béo thế. Bà này vẫn cố vũ cho Chelsea như thật. Benike tưởng tốt lắm. Coutinho chuyển nhanh quá nhỉ quả đấy. Giữ nữa là một cái chọc. Bà này nói nhiều cầm cắm kiểu